Trong những ngày tháng 3 này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhưng là một năm qua, phụ nữ Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp trên mọi mặt kinh tế xã hội, đặc biệt trong công tác phòng chống Covid-19. Họ đã có nhiều cách làm hiệu quả thiết thực, trở thành hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch. Đi chợ giúp dân, đây là mô hình có lẽ đã trở thành thương hiệu của phụ nữ Đà Nẵng. Trong những ngày thành phố siết chặt các quy định phòng chống dịch, ai ở đâu thì ở đó. Để người dân an tâm ở yên trong nhà, cứ vào mỗi sáng, chi hội phụ nữ tại các khu dân cư đến từng nhà để lên danh sách thực phẩm người dân cần mua, sau đó đến chợ mua hộ và về phân chia lại cho từng gia đình. Trong trang phục bảo hộ kỹ càng, mỗi hội viên phụ nữ đều tình nguyện làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm. Bây giờ bắt đầu tôi đi gõ từng nhà một để tôi mua, ai mua những thứ gì là ghi thực đơn để tôi ghi, để tôi sẽ bàn giao lại cho các chị phụ nữ chi hội phó để đi mua dùm cho mọi người đến đây. Tại các chốt kiểm soát dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã có mặt để thăm và tặng quà cho các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Không chỉ vậy, các chi hội phụ nữ ở khu dân cư còn phân công nhiệm vụ nấu ăn hàng ngày để cung cấp những phần cơm nóng hổi đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly. Những người nó ở tuyến đầu, người ta đã ở sẵn ở trong chống dịch thì họ không đi đâu được, thì chúng tôi là phụ nữ ở ngoài thì chúng tôi cũng nghĩ là mình thêm một bữa ăn để cho có động lực để cho người ta tiếp tục làm việc. Chị em đóng góp nữa, ví dụ như chị em đóng góp công, còn người không có đóng góp công thì người ta thấy mình làm, mình cái đóng góp ra thêm cho các chị để cho tạo nên bữa ăn cho có vẻ đỡ xíu. Còn đây là điểm phát khẩu trang miễn phí của chi hội phụ nữ Tân An, A3, phường Chinh Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Với phương châm bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ cộng đồng, chi hội phụ nữ Tân An A3 đã kêu gọi chị em hội viên có nghề may mặc bắt tay may khẩu trang vải phát miễn phí tại khu dân cư. Từ nguồn vải rẻo, các chị em phụ nữ giặt giũ sạch sẽ, hấp ủi kỹ lưỡng rồi cắt theo mẫu và tiến hành may. Chúng tôi sẽ tập hợp lại, dùng cái vải rẻo thì xin khắp nơi chúng tôi may thành nhiều cái khẩu trang để có thể giảm được chi phí mà sẽ giúp đỡ được bà con mình. Khi vải thì chúng tôi may cái lớp ngoài, còn lớp ở trong á thì chúng tôi sẽ dùng vải màu trắng để bọc ở trong cho nó sạch sẽ. Khi mà may xong rồi chúng tôi lại giặt sạch đi rồi bỏ vào bao thì mới phát cho người dân. Không chỉ riêng tại chi hội phụ nữ Tân An A3, phường Chinh Gián, mô hình may khẩu trang vải miễn phí như thế này đã được nhân rộng tại nhiều khu dân cư, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Làm những cái việc đó là mang cái lợi ích đến cho coi như là cộng đồng, khu dân cư và toàn thể coi như tất cả bà con ở đây coi như rất là hoan nghênh cái sự nhiệt tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Một lần nữa có thể khẳng định, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng nhiều cách làm khác nhau đã chứng minh được bản lĩnh, vị thế và tinh thần trách nhiệm của bản thân, góp sức cùng thành phố trong cuộc chiến với đại dịch, góp phần đem lại sự an sinh cho xã hội.